Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Trích truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu. Vân Tiên ghé lại bên đàn, bẻ cây làm gậy nhằm làm sông gô, kêu rằng bớ đạm hung đồ, chớ quen làm thói hồ đồ hại dân. Phong Lai mặt đỏ phừng phừng, thằng nào dám tới lẫy lừng vào đây, trước gây việc dữ tại mây, chuyển quân bốn phía, phủ vây bịt bùng. Vân Tiên tả đột hữu sông, khác nào Triệu Tử phá vòng đương tang. Lâu là bốn phía vỡ tan, đều quăng gươm giáo, tìm đàng chạy ngay. Phong Lai trợ chẳng kịp tay, bị Tiên một gậy thác rầy thân phong. Dẹp rồi lũ kiến tròm ong, hỏi ai than khóc ở trong xe này. Thưa rằng tôi thiệt người ngay, xà cờ nên mới lầm tay hung đồ. Trong xe chật hẹp khôn phô, cúi đầu châm lại cứu cô tôi cùng. Vân Tiên nghe nói động lòng, đáp rằng ta đã trừ dòng lâu la. Khoan khoan ngồi đó chớ ra, nàng là phận gái, ta là phận trai. Tiểu thơ con gái nhà ai, đi đâu nên nỗi mang tai bất kỳ. Chẳng hay tên họ là chi, khuê môn phận gái, việc gì đến đây? Trước sau chưa hãn dạ này, hai nàng ai tớ, ai thầy nói ra. Thưa rằng tôi Kiều Nguyệt Nga, con này tỷ tất, tên là Kim Liên. Quê nhà ở quận Tây Xuyên, cha làm tri phủ ở miền Hà Khê. Sai quân đem bức thơ về, rước tôi qua đó định bể nghi ra. Làm con đâu dám cãi cha, ví dầu ngàn dặm đàng xa cũng đành. Chẳng qua là sự bất bình, hay vậy cũng chẳng đăng trình làm chi. Lâm nguy chẳng gặp giải nguy, tiết trăm năm cũng bỏ đi một hồi. Chiếc xe quân tử tạm ngồi, xin cho tiện hiếp lạy rồi sẽ đưa. Chút tôi liễu yếu đảo thơ, giữa đường lâm phải bụi dơ đã phần. Hà Khê qua đó cũng gần, xin theo cùng thiếp đền ân cho chàng. Gặp đây đương lúc giữa đàm, của tiền chẳng có, bạc vàng cũng không. Gẫm cầu báo đức thủ công, lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ngươi. Vật tiền nghe nói liền cười, làm ơn há dễ cho người trả ơn. Nay đà rõ đặng nguồn cơn, nào ai tính thiện sao hơn làm gì. Nhớ câu kiến ngãi bất vi, làm người thế ấy cũng phi anh hùng.